Hello các bạn, thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái cách các bạn tạo ra một cái trần à quên một cái sàn nhà nó pro xịn sò giống như người ta thông qua một cái phần mềm chuyên làm sàn nhà. Tất nhiên các bạn làm sàn nhà thì vẽ bình thường bằng cái plan và cái bốc áp cái map vào cũng được rồi, nhưng mà cái cách làm ấy nó không có đẹp, nó không có thật, kích thước của các cái viên gạch nó không có thật đâu. Nên các bạn sẽ biết rằng nó có một cái phần mềm chuyên để làm cái đó, nó có tên là floor generator ha. Đó thì để các bạn nhìn cái dạng này để các bạn hình dung cho nó dễ. Đây này, nó tạo ra các cái loại sàn nhà như thế này. Đây là nó tạo ra sàn nhà thật nha, giống như ở ngoài đời thật như thế nào thì nó sẽ làm ra như vậy ha. Thì các bạn sẽ thấy là cách người ta tạo ra sàn nhà nhìn nó thật ha. Về floor là sàn nhà, và khái niệm về multi texture là nhiều mask vào áp vào đây. Thế thì các bạn làm cực kỳ pro thì mới cần cái multi texture thôi, chứ không thì cũng chả cần đâu ha. Làm thì cũng chẳng có gì khó ha, nhưng mà trước tiên chúng ta xài cái floor là đã đủ ngon rồi. Gạch men thì chỉ cần floor thôi, có mỗi cái gỗ thôi. Về nguyên tắc những cái loại gạch men xịn sò hay là gỗ thì nó sẽ có một bộ face, bộ một nghĩa là bộ bề mặt ấy, gồm 4 đến 6 thậm chí là hơn 10 cái bề mặt khác nhau để nó giải random ngẫu nhiên thì nhìn nó đẹp. Cái này nhìn nó khác với cái này, nhìn nó khác với cái này, nó khác lốt với cái này nữa đó, các bạn thấy không? Thế thì nhìn nó mới đẹp xịn sò nhá. Thế thì để làm được cái đó, nếu các bạn vẽ bình thường cái plan, cái bốc, cái áp, cái map vào thì không bao giờ ra, thậm chí là kích thước còn to nhỏ tè lè ha. Nên để nó làm ra được như này thôi, nó đơn giản. Cái cách phát triển nó ra thì như thế, và nó còn làm được nhiều trò lắm đấy nha các bạn nhé. Nhưng nó không chỉ là làm được mỗi cái sàn nhà này đâu, không đâu. Thế thì chúng ta sẽ làm như thế này, các bạn sẽ lên trên mạng đi xin những cái file floor này cho phù hợp cho từ cái version của mình. Nếu các bạn là ở trường lên lớp đi học thì thầy sẽ chuẩn bị cho các bạn cái sẵn một cái bản floor này dành cho mắc từ 14 đến 22, thì chúng ta dã lén ra đây, ví dụ thì dã lén ra ngoài desktop ha. Đó, nó rất là đơn giản, cách cài đặt nó đơn giản lắm đó, các bạn sẽ thấy nó đây. Ồ, nhưng mà trong này nó lại không có cái multi texture rồi, nó chỉ có cái floor, nhưng một cái floor thế là được rồi ha. Đó, chỉ cần một cái floor thế là được rồi. Các bạn sẽ tắt 3D đi ha. Đấy, các bạn sẽ tắt 3D đi nha. Đó, sau đó các bạn sẽ chọn floor đúng phiên bản version của mình nha. Đó, ví dụ Mac 2 là chọn Mac 2 nha, click chuột phải copy ha. Đó, sau đó các bạn lại click chuột phải vào cái phần mềm, cái icon của phần mềm 3D trên màn hình desktop này nè ha. Đó, các bạn sẽ chọn vào open location ha, open file location này, thì các bạn sẽ mở ra, nghĩa là các bạn đi chui sâu vào trong ổ C cái chỗ 3D nó cài đặt đấy, thì các bạn tìm cái thẻ nó có tên là plugin đây ha, cái này nha, plugin có chữ S này này ha, không có chữ S nó không phải đâu, nhưng nó không được đâu nha. Thế thì các bạn sẽ cần chuyên V pass vào đây ha. Đó, do thầy pass vào đây rồi nên nó sẽ đè vào đây thôi. Mà thằng này nó có cái multi texture ở đây, may quá là phiên bản cũ thì chép vào đây nó có cái multi texture ở đây rồi, thì có thể tiện thì thầy hướng dẫn các bạn xài cái multi texture luôn ha. Sau khi xong như thế rồi thì chúng ta sẽ khởi động 3D lên lại, thì nó floor này nó sẽ chui vào trong cái bảng modify ha. Nó chui vào trong đó, nó nằm ở đó. Để các bạn xài nhiều thì các bạn sẽ lôi ra cái nút bút tông ở bên ngoài. Rồi, lên rồi. Để tạo ra một cái sàn nhà các bạn hãy nhớ như này này. Các bạn phải vẽ ra một cái sàn nhà thật, và phải để nó có kích thước thật đấy các bạn nhé, không làm kích thước chơi chơi được đâu ha. Tiếp theo nữa là các bạn phải nhớ một cái nguyên tắc bất di bất dịch của thằng floor, là các bạn sẽ phải sử dụng một cái mặt phẳng duy nhất để làm floor. Không được phép dùng hình khối 3D, ví dụ như là bốc hay là gì đó ha. Nghĩa là các cái
đối tượng cấu tạo lên cái đối tượng mà chúng ta làm floor thì nó phải làm trên một mặt phẳng ha nha. Nên là chúng ta chỉ được phép vẽ plan ha, hoặc nếu vẽ bóc chúng ta sẽ phải tách một cái mặt trên nó ra. Thì thầy sẽ hướng dẫn hai cái tình huống đó ha. Tình huống đầu tiên là cái plan để các bạn làm cho nó đơn giản cái đã. Tất nhiên plan này phải chính xác kích thước cái đã nha. Thì ví dụ cái nhà này nó rộng khoảng 10 mét đây, lại giống như lúc nãy đây 10 mét. Chiều này khoảng 5 mét đây, giống như lúc nãy thì cái nhà vẫn là cái là nhà lúc nãy ha. Cái segment nước này không quan trọng nha. Đấy. Các bạn sẽ thấy nó rộng mênh mông bát ngát như này. Nào, nhiệm vụ chúng ta làm cái sàn nhà bằng floor như sau, thay vì làm áp mát vào chỉnh tới chỉnh lui nhìn nó cùi bắp, nó không được pro đâu ha. Nhớ đây làm sàn nhà một cách pro. Ngoài cái làm sàn nhà nó còn ứng dụng làm gạch ốp tường nha, ốp tường toilet các thứ ấy. Ốp làm cho nó chính xác, nó đẹp ha. Các bạn sẽ vào đây là cái plan vẽ ra nha, vào trong modify list này ha, chọn xuống đây các bạn sẽ thấy nó gõ chữ F ha, đây nó sẽ ở đây, các bạn sẽ thấy floor generator ha. Đó, như vậy là ngon ngon cơm rồi, thấy nó ở đấy là các bạn đưa vào nha, F floor. Đó, ngay lập tức nó sẽ tạo ra chúng ta cái sàn nhà như này. Đây là một cái sàn gỗ ha, sàn gỗ thông thường, ví dụ như này các bạn thích để kiểu gì kiểu nào thì nó để đổi sang kiểu như vậy ha. Đấy, do các cái định nghĩa về cái mặt sàn như này, các bạn chọn kiểu gì thì chọn ha. Đây là cái kiểu sàn nhà ở sàn nước, gạch gỗ nước ở ngoài sân vườn ha. Đấy, có thể là một số cái loại hexagon nữa, nếu như một số cái tường nhà tắm bây giờ hoặc là sàn nhà tắm các thứ, một số cái loại sàn gạch men bây giờ nó cũng làm cái hình lục giác ha, hoặc bát giác nó cũng có luôn. Các bạn cứ tạm thời chọn hexagon. Nếu như là gạch gạch giả gỗ hay là gỗ thì cái chiều này nó sẽ là 1200, nó có 1000 luôn. Nhưng mà đây là kích thước cơ bản nhất. Ví dụ cái này nó là 150 ha, thì nó như thế này. Nhưng mà nếu như cái sàn nhà như thế này thì nó không có phải ha. Cái người ta ghép cái map sàn nhà nó phải dọc theo cái nhà. Đấy là nguyên tắc. Tất nhiên có quyền ghép ngang nha, những cái nhà nó rất là rộng người ta ghép ngang cũng được, nên cái nhà nhỏ nhỏ mà ghép ngang thì nó kỳ, nên là người ta thường là người ta ghép dọc. Thì lúc đấy các bạn sẽ phải nhận sổ cái floor generator này ra, các bạn chọn một cái center này, này ha, rồi các bạn nhấp vào công cụ rotate, các bạn xoay xoay này, nhớ là xoay cái ấy thôi nha. Đó, các bạn xoay như này là cũng mệt này, các bạn nhấp vào đây này, angle slab này, xoay là xoay xoay cái gimo ha, của cái gạch của cái sàn nhà này, chứ không phải là xoay cả cái plan ha. Đấy, xoay như này. Đấy, cứ xoay nó thẳng ra. Đó, nó như này nó thẳng đúng 90 độ ha. Đó, là xong. Như vậy nó dọc nhà ra rồi. Cái sàn này nó to, nếu mà có thể người ta dùng cái sàn gỗ khổ 200 thì nhìn đẹp hơn, nó tùy. Còn nếu như cái này các bạn muốn nó là sàn gạch men thì các bạn đánh cái giá trị này nó cỡ khoảng 600. Sàn gạch men đối với sàn nhà này, nhất là dưới đất chẳng hạn, thì tối thiểu phải 600, không dùng gạch 400-500 ha. À, vì nó nhiều lý do thì giải thích sau trong cái học phần vật liệu. Thế thì chúng ta sẽ đánh cái này cũng 600 lốt đó thì nó được như này. Nhưng cái chỗ này các bạn thấy cái mạch gạch nó bị lệch rồi, là do cái này đây ha. Cái này giá trị bằng 20, các bạn đánh bằng 0, 20 nó dành cho gỗ, một cái kiểu như vậy đó. Thế là chúng ta có được cái gạch, và các bạn zoom to lên thì các bạn sẽ thấy này, nó có ra từng cái thớ gạch luôn, à, từng cái vết ghép gạch ha, những cái cạnh này, những cái chỗ mà để người ta chép đi rong rong gạch ấy, thì nó giá trị ở đây là speed này là bằng không, cái thì các bạn sẽ thấy nó ấy lại cái speed này bằng không này ha. Đó, cái giá trị này bằng không này, cái gút len này này thì nó khớp với nhau hết, không lên như thế. Các bạn cứ để chấm 5 đi ha, chấm 5 ha, chấm 2 đó, như thế ha. Nó hở ra một tí, thực ra là không phải tí đâu nha. Nếu zoom sát các bạn thấy to thế thôi, chứ gần xa lắc xa lơ này này nó chỉ là cái phết đó. Cái chớt này thì các bạn sẽ, nếu như giống như cái sàn gạch men bình thường thì các bạn sẽ cho bằng 8, là bằng gạch men thật bình thường ngoài đời thật, với cái khổ gạch này thì cái kích thước này. Cái bevel là thực ra đối với gạch men bây giờ là nó không có ha, nó là gạch full body
nó thẳng luôn, nó không có vát mép như này đâu, ha, nó không có vát như này đâu. Nhưng các bạn sẽ để cái vát vào để nhìn khi render lên cái vết gạch men lên, nhìn nó rất là đẹp, rất là thật. Ha, đó là một trong những chiêu thức để chúng ta làm cái sàn này thôi. Thế còn có những trường hợp đây là cái sàn nhà dưới. Còn nếu như có cái trường hợp cái sàn ở trên thì sao, ở trên lầu, ví dụ như này. Tại sao thì phải làm ví dụ, cũng là như thế này ha, cũng 10 mét ha. Ha. 5 1 2 3 ha. 100 như này. Đấy thì giả sử cái sàn này nó ở trên lầu ha, đặt vào đây cho các bạn nhìn cho nó dễ hình dung thôi. Đó, nhưng cái vấn đề là lên trên lầu nó có cái cầu thang đi lên thì nó sẽ phải cắt cụt cái chỗ này, đúng chưa? Nó sẽ phải cắt cụt cái chỗ đấy, thì các bạn có thể là ví dụ ở đây thì sẽ cho hai cái segment ha. Ở đây cũng được, ở đây cho mình segment này cũng được. Đại như thế để các thầy hướng dẫn các bạn nhanh cái này thôi. À, cái hố của cầu thang ấy, cái giếng trời ấy, các bạn hình dung ra không? Thế thì nó có thể là convert sang poly. À, ví dụ là cái này thì chọn cái này ha. Thì sẽ vuốt lủng qua luôn. Đó. Đây là cái giếng trời, chỗ cái cầu thang nó đi lên đi xuống gì đó ha. Ví dụ đi lên nó vòng lên đây ha, cái giếng trời nó như này. Có thể đục lốt bên này cái lửa hay là cong queo vòng vèo thế nào thì tùy. Các bạn có thể vẽ ra bằng cái line này cũng được ha. Cái line này ví dụ các bạn vẽ theo một cái nào đó, các bạn bắt dính ở đây nhá. Ví dụ các bạn như thế thì nó ví dụ thôi nha. Đều được hết á ha. Thì các bạn sẽ có được một cái bốc là cái sàn nhà, đây là sàn bê tông, đúng chưa? Cái sàn bê tông. Thế nhưng mà nếu như các bạn dùng cái sàn này mà các bạn chuyển sang floor là ngay lập tức nó bị treo, bị văng máy ra ngay lập tức. Nhớ nha, treo văng máy ngay lập tức. Bởi vì nó không tính toán được cái không gian và nó chỉ lấy bề mặt phẳng tuyệt đối, nghĩa là các thành phần cấu tạo nên một cái mặt phẳng, cho dù nó méo mó gì, đây điểm, đây điểm, đây, 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 đây. Tất cả cái điểm cấu tạo này, kể cả cái này nữa, thì nó đều nằm trên một phẳng, mặt phẳng duy nhất. Nó đâu có bị lệch đâu thì nó mới làm được nha. Còn nếu không là nó bị văng máy ra, nó mới đừng có bảo phần mềm của em bị lỗi, là do lỗi ở em không hiểu về nó ha, nên em làm sai vậy thôi. Nên thầy Quân Linh trước cái này để các bạn làm cho nó đúng, cho nó tốt. Rồi các bạn sẽ xử lý như thế nào? Các bạn sẽ chọn những cái mặt này ha, bây giờ chọn mặt này, các bạn sẽ chọn vào cái detach để tách nó ra ha. Đi kiếm cái ông nội detach nó ở đâu ha, để các bạn tách ra nha. Mở đâu rồi, đứa nào tinh mắt có nhìn thấy cái chữ detach không? Mắt mũi thì bắt đầu nó bị hoa lên đây rồi. Chọn vào cái detach, các bạn sẽ tách ra một cái vật thể mới, nó có tên là gì đó, ví dụ thầy đặt tên là sàn 1 chẳng hạn. Thế đó, như vậy là nó tách ra được một cái đối tượng khác rồi. Bây giờ nó cái đối tượng này là khác này, cái sàn này là khác này, cái sàn dưới này là khác này, kệ nó ha. Đây này, chúng ta lo cái đối tượng này thôi. Còn cái đối tượng chưa kệ nó, chúng ta mới lại vào đây gõ chữ F ha, lại phở lo ha. Đấy là các bạn có cái sàn nhà trên này, sàn trên này muốn làm sàn gỗ thì làm sàn gỗ, muốn làm sàn gì thì làm sàn ấy nha. Đó thì mới được ha. Kể cả ví dụ bây giờ nhiều có cái sàn nó còn lòng hoàng khù quả mất nhiều, thì các bạn có thể vẽ ra bằng những cái đường 2D, có thể các bạn bắt dính 3D ở đây cũng được, nhấp vào đây. Này, mà cái này lúc ấy thầy làm rồi nhấp nhiều khi nó chạy lộn thùng bảy đi là chết á, ha, là cũng mệt ra phết ha. Thế nên thầy vẽ thử chơi chơi thôi nha. À, ví dụ là thầy vẽ ở dưới đất này ha, cong keo vòng vèo thì cũng được nha. À, đó các bạn thấy không, vẽ bằng cái này. Để xong là cái này thì sẽ phải làm tạo ra cái bề mặt, nên là thầy sẽ chọn cái lệnh surface s Surface. Đó. Nó không có cái đường lối nên là bây giờ nó đang mất đi nơi đây này. À, nó có thể là nó bị mất luôn hoặc nó bị hở ha. À, thì nó sẽ mất luôn nha. Đó. Cần chân A. Đó. Well lại. Cái trường hợp này thì ít khi xài nha. Well. Surface vẫn bị mất. Để thầy thử sẽ dùng cái floor nó có chịu không. Thông thường nó mất là nó không có chịu. Đó, nó báo lỗi này, các bạn có thấy không? Cái trường hợp những cái lỗi về bề mặt do cấu tạo, các điểm nó không nằm trên một mặt phẳng chẳng hạn, hoặc là nó bị hở ha. Đó,
hoặc là nó quá bé cũng thế, hoặc là quá lớn cũng thế luôn, nghĩa là cả 100 mét trở lên hoặc có 1 mét trở lại mà các bạn làm sàn thật thực tế thì không có được ha. Nên là trường hợp này là ăn đòn ha, là các bạn sẽ bị văng máy mất ngay lập tức nếu không cẩn thận, là vất ngã mất ngay ha. Lưu ý những cái trường hợp lỗi mà do chúng ta thiếu hiểu biết về cái sử dụng cái sàn này, nó làm rất là đẹp, khi các bạn gắn mát với các thứ vào nhìn nó đẹp lắm, như thì đã sâu lên ngay từ đầu á, cho các bạn coi như này này ha. Thế thì về cái sàn nhà thì cơ bản nó như thế rồi, chúng ta sẽ làm việc tiếp theo khi chúng ta làm tới mát miếc các thứ. Nên là cái mục tiêu của bài hôm nay thì chỉ hướng dẫn cách các bạn tạo ra một cái sàn nhà nó pro nhất có thể thôi. Cũng tiện đây thì hướng dẫn các bạn lấy một số cái nút bút tông nó lên trên đây để các bạn để trên đây nhìn cho nó thuận tiện khi làm, đỡ phải nhấp vào kia đi tìm thấy bà lên nhấc cái cả mắt ra. Thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn nhìn chỗ này nha, các bạn sẽ nhấp vào đây ha, cái nút này này ha. Đó, các bạn sẽ nhấp vào đó. Các bạn sẽ chọn vào là sâu bút tông ha. Được chưa? Chọn sâu bút tông này. Đây các bạn nhấp vào đây, các bạn chọn là sâu bút tông này ha. Đó, sâu bút tông. Nhấp vào đó. Là nó sâu được lên đây, mặc định nó sâu được 7 cái, chúng ta sẽ sâu lại lên bằng cách nhấp vào đây nữa. Chúng ta sẽ chọn confirm, khai báo, modify, ship ha, nhấp vào đây thì nó sẽ cho chúng ta một cái bảng như này. Cái bảng này nó mặc định nó cho 4 là 7 cái, chúng ta có thể đánh 8 là 10 là 12 cũng được. Tất nhiên là chúng ta khoảng 8 đến 10 thôi, không có nhiều. Không có lên nhiều. Vì nhiều quá nó chiếm không gian chỗ này này. Nha các bạn nha. Nó chiếm không gian của các bạn chỗ này, nó hết đất của các bạn mất. Màn hình mà bé nữa thì ít thôi, đừng có tham nha. Thế thì chúng ta sẽ chọn bằng 8. Thầy sẽ thường chia hai cái lửa ra, một nửa bên này là dành cho những cái sáp 2D, những cái phép biến đổi sáp 2D, ví dụ như insert, ví dụ như cell, ví dụ như là cái surface, cái gì cũng được ha. Đó, cross section cũng được. Đó, tùy vào cái công việc của các bạn làm nó chuyên về cái món gì thì các bạn sâu những cái hay xài lên đây, chứ không phải là xây sâu giống như ông thầy nói. Bên này thì nó có thể là fluorinator, là F4D, là UV map gì gì đó ha. Đó, thông thường nó là như thế. Thì cơ bản nó như thế này, chúng ta đi tìm kiếm vòng vòng ở trong cái bảng này này, nó khó nhìn phết đấy nha, nó không sắp xếp theo thứ tự alphabet đâu mà nó sắp xếp theo nhóm lệnh, nên các bạn đôi khi tìm đi tìm lại mấy lượt mới được vì nó bị trôi qua mắt. Cái đầu tiên thì luôn luôn ưu tiên là cái chớp ha. Cái F4D nó ở đây nó cũng khá phù hợp nên thầy sẽ dùng F4D. Cái FDBox lâu lâu mới xài thôi, đa phần dùng F4D là được rồi. Cái thằng này là cái cell được rồi. Thì sẽ xuống thằng dưới. Cái thằng này nó có thể là cái lệnh surface ha, cell rồi này. Đó. Cái Symmetry nó ở bên này, đứa nào chuyên model thì sẽ dùng ha. Turbo Smooth ở bên này cũng có thể dùng ha. Ví dụ ở cái này thì sẽ chọn là Turbo Smooth chẳng hạn như thế. Surface định tìm ở đây mà nó chưa thấy lên đâu. Cái scrap rất ít khi xài thì chúng ta không dùng ha. Cái UV map nó cực kỳ quan trọng. Thế thì các bạn sẽ chọn thằng này, các bạn chọn UV map ha. Đó. Tất nhiên các bạn chưa học tới, từ từ vài bữa nữa là sẽ tới. Những cái Garmin Marker để chuyên làm 2D hay lắm, nếu các bạn nhớ tới công cụ này, chưa có thời gian để hướng dẫn các bạn này. Surface đây rồi ha. Surface rồi, cái thằng này là cái thằng cross section để hướng dẫn làm, thì có hướng dẫn các bạn làm cái tạo hình chậu rửa chén rồi trước các thứ đấy. Như vậy nên chúng ta còn mỗi cái thằng này thôi. Thì thầy thông thường đối với thầy ấy, tùy mọi lĩnh vực nha, đối với thầy thầy sẽ chọn cái fluorinator vào đây đó. Như vậy chúng ta sâu được đó các cái nút bút tông lên đây, thì tùy vào cái mục đích, ví dụ các bạn chọn cái thằng nào đó thì nó hiện lên những cái đó để nó cho phép các bạn làm gì đó ha. Thì các bạn nhấp vào đây cho nó nhanh, khỏi phải chui vào đây ngồi đi kiếm lâu thấy bà lên ha. Nó nhiều nhiều khi còn không nhớ những cái đầu tiên của nó là gì nữa, thì các bạn sẽ sâu tất cả một lũ nó lên đây ha. Ok, như vậy là thầy đã hướng dẫn cho các bạn những cái cách thức, những cái thủ thuật ha, đó để chúng ta làm việc nhanh nhất, hiệu quả nhất, dễ dàng nhất, để chúng ta học bài nó hiệu quả hơn.
hy vọng các bạn sẽ tiếp nhận được những cái kiến thức mà thầy hướng dẫn cho các bạn. Có thể các bạn cảm nhận nó chưa được ổn lắm do là chưa có trải nghiệm nhiều, thì cứ biết đi đã, học được từng ít một, xong bắt đầu chúng ta mới tổng hợp lại thông qua những cái bài tập tổng hợp kỹ năng, thì chúng ta mới làm việc thành thạo và mới tạo ra được một cái không gian nội thất đẹp được. Ok, clip cũng đã đầy đủ về nội dung và thời lượng. Hy vọng các bạn có một buổi học hay, ý nghĩa, vui vẻ, hiệu quả. Chúng ta sẽ gặp nhau ở một cái bài mới khác nha. Bye bye các bạn. Green Academy 한국에서 나온 학원.